Khoảng 17 giờ chiều nay tại khu vực đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn qua khu vực ngã tư Tử Thần, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ việc xe ô tô cố tình bỏ chạy, đâm vào lực lượng chức năng khiến một chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bắc Giang tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã truy đuổi bắt giữ các đối tượng liên quan. Thời điểm trên, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế chức vụ công an tỉnh Bắc Giang cùng với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp dừng xe để kiểm tra phương tiện có biểu hiện vận chuyển hàng cấm trên đường cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Tuy nhiên, đối tượng trên xe đã chống đối, tăng ga bỏ chạy khiến một chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động đang tăng cường cho tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông hy sinh. Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.